Dạ, nông cơ Huy Hòa xin kính chào toàn thể các em, quý vị, các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Đắk Búc Sâu, huyện Đức Thọ, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Và vâng, thì các bác nào ưng ý những dòng sản phẩm, dòng S-Tin hàng hệ hoặc là những dòng máy cưa tái xích cắt cỏ thì có thể liên hệ trực tiếp qua em, số điện thoại 0354392929, hoặc là có thể nhắn tin qua Zalo cho em để đặt hàng cũng như là để tư vấn thêm những dòng sản phẩm về mới nhất của bên em các bác nhé. Vâng, thì bây giờ thì quay trở lại chủ đề chính các bác nhá. Thì hôm nay thì em lên cho các bác một máy cưa Sittin 021, hàng tuyệt phẩm luôn các bác nhá. Made in Germany này. Hàng bãi siêu đẹp luôn, máy móc tình trạng thì các bác nhìn vỏ viết thì các bác biết nó còn đẹp leng keng nguyên các bác nhá. Đó. Bô biếc này. Đó, còn sáng bóng nguyên các bác nhá, chuẩn Sittin này. Đều dập, có cả dập thương hiệu của Sittin luôn các bác nhá. Đó, mã sản phẩm của nó đây. Đó, mã sản phẩm của máy đây. Đấy, tất cả máy móc thì đều riêng nguyên bản. Hàng bên em thì bán hàng toàn hàng chuẩn chỉ luôn các bác nhá. Đó. Này thì toàn tiếng Nhật này. Hàng này thì là dòng bãi Đức nhưng mà được sản xuất và tiêu thụ tại Nhật Bản. Sau đó thì nhập về Việt Nam và bán trên thị trường Việt Nam là hàng bãi. Đó. Máy móc nhá, tất cả chế bình dân con của nó này. Riêng nguyên này các bác nhá, nòng bạc lửa này. Đảm bảo cho các bác luôn. Máy móc thì đẹp teng keng này. Đó. Nòng niếc này. Nòng niếc các bác nhá. Tình trạng máy móc thì còn quá là đẹp. Đó. Một chiếc máy móc siêu leng keng luôn. Con này thì hàng nhập về thì những dòng Sittin thật sự bây giờ đang rất là hiếm hàng. Em nhập về giờ đang kiếm dòng những dòng Sittin mà để bán trên thị trường bây giờ nó cực kỳ hiếm luôn các bác. Nhưng mà nhập được những dòng máy mà mới mà đẹp như thế này thì quá là khó các bác nhá. Đó. Rất là khó kiếm hàng luôn trên thị trường. Giờ nó quá là thiếu hụt hàng. Chỉ có giờ với những dòng hàng Nhật bãi thì nhiều thôi. Nhưng mà dòng Sittin thì bây giờ đang rất là hiếm hàng các bác nhá. Và em sẽ báo giá cho con này. Hiện tại thì em bán giá là 3.400.000. Giá đã bao gồm phí ship và được tặng kèm phụ kiện. Phụ kiện của nó thì bao gồm một tip mở buji này, một rũa này để rũa lan xích các bác nhá, và một tô vít chỉnh. Đó, phụ kiện bao gồm theo máy đây và được hoàn toàn miễn ship. Giá 3.400.000, đã bao gồm phí ship và được tặng kèm phụ kiện các bác nhá. Các bác nào ưng ý hoặc là chốt con này thì có thể nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp qua em. Đó, máy móc con này thì nó xài lam bánh xe các bác nhá, theo máy là lam bánh xe thôi. Đó, lam theo máy là lam 4 tấc. Lam 4 tấc. Vâng, và thì bây giờ thì em sẽ test nổ cây máy này. À, bây giờ em có khúc gỗ ở đằng kia. Thì em sẽ cố định máy quay lại rồi test nổ cũng như là cưa thử luôn cây để các bác trải nghiệm tiếng máy cũng như là nghe thử động cơ nó sẽ như thế nào các bác nhá. Vâng, rồi thì bây giờ thì em sẽ test nổ cây máy cũng như là em cắt thở một khúc gỗ ở đây để cho các bác nghe tiếng máy nó sẽ như thế nào các bác nhé. Máy móc thì cực kỳ êm ái cũng như là dễ nổ đúng không các bác? Nói chung là máy móc thì em đã dọn nổ ngon lành rồi, về các bác chỉ việc xài và sử dụng thôi. Tất cả những cái gì thì em cũng đã kiểm tra hết từ A đến Z rồi các bác nhá. Đó, để cho các bác yên tâm về cũng như là sử dụng, không cần phải lăn tăn về cái việc gì cả. Vâng, thì các bác nào ưng ý hoặc là chốt em này thì có thể nhấc máy lên màn hình trên trực tiếp qua em các bác nhá. Rồi, em chào các bác.